chú chị các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay là ngày 4 Tết, mình đang có mặt tại chùa Quan Âm lớn thành phố Sóc Trăng. Năm mới xin chúc cho mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Bây giờ cùng mình đi viếng chùa ngày đầu năm như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi. Thì mình đầu năm là mình mời quý cô chú anh chị bà con mình xa gần một năm mới an khang và thịnh vượng, và mình đi đến đây để mình viếng chùa Quan Âm lớn của thành phố Sóc Trăng ngày 4 Tết ha. Thì cũng đi hái lộc với cùng bà con cô chú anh chị. Đây là hình ảnh của ngày đầu năm ha. Thì Thanh cũng xin chúc cho bà con mình có một năm mới an khang và thịnh vượng, có nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, và cùng đồng hành mình để đi lễ chùa đầu năm ha. Thì hôm nay là giờ này mình đến đây là buổi chiều của chú anh chị của ngày 4 Tết ha. Thì bà con mình cũng đang mát mẻ thì tập trung về chùa để dâng hương lễ Phật và đi ngao du ngày đầu xuân ha. Thì mà đầu tiên mình bước vào cổng chính của chùa Quan Âm Linh Ứng, thì mình ở đây có một cái tượng Phật Quan Âm của chú anh chị. Thì bà con mình đến để dâng hương đầu năm và hái lộc luôn ha. Ở này thì có trang trí những cái tiểu cảnh rất là đẹp luôn của chú anh chị ạ. Của ngày đầu năm ha, của năm 2024 năm Giáp Thìn đó. Đây đầu năm hiện ta làm trồng những cái tiểu cảnh là cây bắp là của chú anh chị. Còn mình đang buổi chiều thì đang lễ Phật cho mẹ Quan Âm, rất đông đúc luôn ha. Đây thì bây giờ mình đi vào cái khu chính điện của chú anh chị, thì bà con mình đang dâng lễ Phật trước cái chính điện luôn ha. Do it.
Đây là cái khu chánh điện của anh chị, thì bây giờ mình mời cô chú anh chị đi vào cái khu chánh điện để mình tham quan một vòng ha, của ngày đầu năm ha. Đây là hình ảnh trước cái chánh điện của chú chị, thì mình sẽ đi vào đây để mình tham quan ha. Dạ, có thể mình vô dân hương cho trong chánh điện của chú chị lễ Phật chỗ đầu năm để hái lộc luôn ha. Đây Phật Di Lặc của chú chị em vui luôn ha. Nhìn ở thì đầu năm mình đến đây để mình dâng hương lễ Phật thì được ông Phật rất là đẹp, rất tươi cười luôn của chú chị. Bây giờ mình vào cái khu chính điện thì mình tham quan và mình có thể lại Phật ở khu vực này luôn của chú chị. Đây là chùa Quan Âm Linh Ứng của thành phố Sóc Trăng nha, 2024 năm Giáp Thìn. Thì mình đang có mặt tại khu vực này để gửi cho cô chú anh chị xem về cái khung cảnh của ngày lễ Tết đầu năm, mùng 4 Tết để mình đi lễ chùa như thế nào ha, của bà con mình. Đây là các khu ở chánh điện này của chú anh chị. Cái hình ảnh ở khu chánh điện của chùa Quan Âm lớn 2024 thì được trang trí các tượng Phật Quán Mẹ Quan Âm rất là đẹp luôn. Đây những tượng Phật là bốn bà ở đây luôn cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Đây thì ở đây là cái khu vực này. Từ từ mình sẽ bước vào bên phía bên ngoài của ngôi chùa Quan Âm Linh Ứng của chú anh chị, thì nhiều cái trang trí của ngày xuân ở đây rất là đẹp nha. Bà con mình đến đây thì nhiều cái không gian bên ngoài của ngôi chùa Quan Âm Linh Ứng tạo cho mình cái không gian du xuân đón Tết nhà ở chùa, thêm cái nhiều cái phần là phấn khích hơn ha.
thì đây là một trong những cái điểm du lịch lớn nhất ở thành phố Sóc Trăng hiện nay, thưa chú anh chị. Rồi bây giờ anh cũng mời quý vị chú anh chị tiếp tục mình đi ra phía sau ha, để mình tham quan hơn ha, về cái phong cảnh của chùa Quan Âm mình đứng ha. Thì mình đi vào chùa Quan Âm đứng thì ở nơi đâu cũng thấy được hòa tượng Phật Quan Âm của chú anh chị ở từ trước ra sau ha, nhiều cái hang động vách đá đều được xuất hiện ở nơi đây. Đây thì bà con mình có thể dâng hương lễ Phật xong thì mình có thể tham quan các phong cảnh của chùa Quan Âm đứng của chú anh chị. Thì ở bên này cũng có một cái hồ cá để mình có thể mình mua thức ăn để mình cho cá ăn ha. Mình đây là bà con mình đến để cho cá ăn rất vui luôn. Thì mình sẽ theo dõi ở này ha. Đây, mình thấy nè, bà con mình cho cá ăn này, cá rất là nhiều ha. Thì ở đây là mình đi trước hết là mình đi lễ chùa, rồi sau đó mình sẽ đến tham quan phong cảnh của chùa Quan Âm mình đứng nha các anh chị. Đây thì bà con mình sẽ đến đây lễ chùa Quan Âm, rồi cá rất là bự luôn các anh chị. Bên đây đây thì cô chú anh chị có thể là xem là đi qua cái thuyền rồng để mình có những cái hoa cảnh đẹp nữa nè ha. Thì bà con mình cũng qua bên đó để mà ghi lại những cái hình ảnh đẹp của ngày xuân ha. Đó là một trong những cái vẻ đẹp này của chùa Quan Âm các quý vị. Thì hướng này là hướng của bà con mình có thể đi ra phía sau để mà tham quan thêm ha. Nam mô A Di Đà Phật, đầu năm đến chùa chúng ta gán vào trong chánh điện dân hương lễ Phật các vị tại Hùng Bảo Điện nơi linh thiêng Phật quan phổ chiếu. Gán vào trong chánh điện lễ Phật để cầu nguyện cho gia đạo mình tranh thủ tham quan giải cảnh xung quanh ở phía sau có đèn. Quý vị gán tranh thủ đi gặp Phật như là 32 quán thân Quan Âm. Giờ đó cũng đi vào nhà khách Dường Cơm, chúng ta có ủng hộ xi măng để đúc 48 tượng Quan Âm Bồ Tát. Tâm tay là tuổi thân, tuổi tí, tuổi hình. Đây bây giờ mình mời quý ông chú anh chị ra phía sau là cái phong cảnh của chùa Quan Âm đứng nha. Thì năm nay chùa thì làm nhiều cái phong cảnh đẹp mới nữa. Thì bây giờ mình cũng mời cô chú anh chị đi sơ qua ha, để mình ghi lại cái vẻ đẹp của ngày xuân của chùa Quan Âm đứng của năm 2024 ha, để cho cô chú anh chị thấy cái vẻ đẹp ở đây thế nào ha. Anh mời quý ông chú anh chị đi dọc ở đây. Đây rồi bây giờ mình đi dọc ra phía này luôn cô chú anh chị. Thì giờ này còn sớm thì Thanh cũng mời cô chú anh chị đi dọc ra phía sau ha, để mình tham quan một vòng. Còn một chút xíu thì mình có mình rút ra cho phía sau bên chỗ tượng Phật lớn ha. Năm nay thì ở chùa Quan Âm Linh Ứng làm nhiều cái cảnh đẹp về những cái là xưa, những cái dừa được sơn sơn rất là đẹp luôn. Đây thì cô chú mình thấy nè, những chiếc thuyền rồng chở những cái tòa tháp nè. Ở đây thì năm nay là
mới nè, để rất là đẹp luôn nha. Đó thì mình dọc cho cô chú anh chị xem về cái phong cảnh của khu vực này ha, rất là đẹp luôn nè. Từ từ mình đi ra phía sau cô chú anh chị để mình đi để lấy những cái cảnh hết của ngày hôm nay ha. Đây là phía sau cũng có nhiều cái tiểu cảnh rất là đẹp luôn nha. Mình đến đây mà ngày đầu xuân thì mình có thể thấy là những cái phong cảnh đẹp, cái không khí Tết nó đang trở về ở khu vực này của chú anh chị. Đi dình dọc ra phía sau luôn của chú anh chị. Mình tiếp tục đến cái chỗ tượng Phật lớn ở phía sau ha. Mình thấy cái phong cảnh nó càng đẹp như thế nào ha. Thì những cái tiểu cảnh cũ ấy, thì Thanh Song có ghi lại cho cô chú anh chị xem. Thì mình đi thôi. Đến khu vực những cái cảnh đẹp để mình cho thấy ha. Chú ơi, coi chừng cái rồi. Đó, càng về sau ở phía sau này thì bà con mình tập trung ở khu vực này gần cái tọa tượng Phật lớn là cô chú anh chị. À, bây giờ mình sẽ đi mời cô chú anh chị từ từ tiến vào bên trong ha. Tiếp tục mình tham quan ở những cái cảnh đẹp của chùa Quan Âm Linh Ứng. Những cái tiểu cảnh Phật như là rất là lớn của chú anh chị. Có đường không? Có đường không? Có đường không? Có đường không? Có đường đây là phía sau này thì cũng có nhiều cái tượng Phật Quan Âm phía sau này của chú anh chị. Bà con mình buổi chiều ở đây ha, rất là đẹp luôn ha. Bên này có Phật Địa Tạng nha các chú anh chị.
Đó là cái quang cảnh bên ngoài của chùa Quan Âm của chú anh chị thì rất là đẹp nha. Ở đây không khí cũng mát lạnh và yên tĩnh. Khi mình đến đây mình nghe được cái tiếng gió vi vu và tiếng kinh của chùa thì ở cô chú anh chị thấy là nó rất thanh tịnh luôn. Thì phía sau này thì những cái tiểu cảnh nè, những cái chữ Phật nè, thì bà con mình đến phía sau này để chụp ảnh lưu niệm ở khu vực này khá là đông. Còn đây là những cái phong cảnh của xưa này, cô chú anh chị, người ta cũng được để lại nơi đây ha, những dãy phố cổ này ha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây là những cái khu phố cổ được trang trí ở này rất là đẹp nha. Đó là hình ảnh của chùa Quan Âm Lớn của năm 2024 thì mình đang có mặt tại đây để gửi đến cho quý cô chú anh chị, các bạn gần xa để mình tham quan các phong cảnh chùa ha. Ở phía sau trước này là cũng có tượng Phật, những cái hình ảnh của bà con bây giờ thì cũng ra này để ngắm và lễ Phật luôn ha. Bây giờ mình đến chỗ cái tượng Phật tại phía trước của chùa thôi chú chị. Bà con cũng tập trên này để dâng hương cho ổ này ha. Phải mình biết sáng đẹp nè. Thì hôm nay mình đến đây để mình ghi lại những cái hình ảnh của ngày đầu xuân viếng chùa Quan Âm Linh Ứng thì một dòng ở đây mình tóm tắt lại cho các chú chị xem ha. Những cái cảnh đẹp thì mình đã quay những cái video trước, còn những cái hình ảnh mới thì mình sẽ quay hôm nay để gửi cho quý chú chị cùng xem những cái hình ảnh mới của chùa của năm nay 2024 ha, tại khu vực chùa. Giờ sông nước miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chú chị các bạn một ngày mới vui vẻ, một năm mới an khang và thịnh vượng. Và hãy đón xem những video tiếp của sông nước miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để sẽ được xem trên ngày mình dạy.